Quá trình tu luyện trong Phật giáo Mật Tông thường được chia làm 4 giai đoạn, bắt đầu từ sơ học cho đến trước khi tiếp thụ truyền pháp Quán Đỉnh để chính thức trở thành thượng sư truyền pháp. Thường thì trải qua tu trì thập bát pháp, kim cương giới pháp, thai tạng giới pháp và hộ ma pháp, được gọi là tứ độ gia hành. Trong đó có các thủ ấn, chân ngôn thường được dùng trong hành trì tu luyện. Quá trình được chia làm 6 pháp, gồm 18 khế ấn. Một là hộ thân pháp, tức là trang nghiêm pháp, nhằm trừ uế, tịnh thân, gồm 5 mục. Một là tịnh tam nghiệp, tức là thanh tịnh tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Hai là Phật bộ tam muội gia, được Phật bộ giúp thanh tịnh tam nghiệp. Ba là liên hoa bộ tam muội gia, là được liên hoa bộ thanh tịnh tam nghiệp. Bốn là kim cương bộ tam muội gia, là được kim cương bộ thanh tịnh tam nghiệp. Năm là bị giáp hộ thân, tức là được sự che chở bởi giáp trụ của Như Lai, giúp thân của hành giả trang nghiêm. Hai là kết giới pháp, gồm 2 mục. Một là kim cương quyết, tức là địa kết ấn, mục đích làm cho chỗ đất ấy vững chắc. Hai là kim cương tường, là làm hàng rào tránh người khác vào. Ba là đạo tràng pháp, ở chỗ kết giới dựng đạo tràng cùng với sự trang nghiêm, gồm 2 mục. Một là đạo tràng quán, hai là đại hư không tạng. Bốn là khuyến thỉnh pháp, tức là thỉnh bản tôn vào đạo tràng, gồm 3 mục. Một là bảo sa lộ, tức là đưa thất bảo sa trang nghiêm nghênh thỉnh bản tôn. Hai là thỉnh sa lộ, tức là thỉnh bản tôn lên xe đi đạo tràng. Ba là triệu thỉnh, là nghênh thỉnh bản tôn lên trên đạo tràng. Năm là kết hộ pháp, tức là bản tôn đã đến đàn tràng, gồm 3 mục. Một là mã đầu minh vương, là bộ chủ ấn, nhằm trừ ma tà đi theo bản tôn. Hai là kim cương võng, là lưới kim cương vững chắc phủ lên trên không gian đạo tràng. Ba là kim cương viên, là hỏa viện ấn, đốt cháy phía ngoài bức tường kim cương, làm cho các loài ma không thể vào được. Sáu là cúng dường pháp, gồm 3 mục. Một là át già, là dùng nước thanh tịnh để cúng dường bản tôn. Hai là liên hoa tọa, là vì bản tôn nên kết tòa sen. Ba là cúng dường, cúng dường các vật phẩm để bản tôn tùy ý dùng. Họ thân pháp. Một là tịnh tam nghiệp, kết ấn, niệm chân ngôn 3 lần, mỗi lần ngón giữa hơi tách ra, đồng thời quán tưởng tại ngũ xứ gia trì, là trán, vai phải, vai trái, tim, yết hầu đều sạch hết sự dơ bẩn của tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Tịnh tam nghiệp chân ngôn, tiếng Hán là úm, sa vạt bà vạt thuật đà, tát vạt đạt ma, sa vạt bà vạt thuật độ hám. Tiếng Phạn là Om Swabhava Sutta
Sarva dharma swabhavasuddho hum. Om swabhavasuddha 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 sarva dharma swabhavasuddho hum. Hai là Phật bộ tam muội gia. Kết ấn Phật bộ tam muội gia, miệng tụng chân ngôn, quán tưởng Phật bộ chư tôn gia trì hành giả, thân nghiệp nhanh chóng thanh tịnh, thêm phúc tuệ. Phật bộ tam muội gia chân ngôn, tiếng Hán là Úm Đa Tha Nghiệt Đô Nạp Bà Vạt Dã Sa Vạt Hạ. Tiếng Phạn là Om Tathagatabhavya Swaha. 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 Ba là Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia. Kết Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia ấn, miệng tụng chân ngôn, quán tưởng Quán Tự Tại Bồ Tát cùng Liên Hoa Bộ chư tôn gia trì hành giả được thanh tịnh ngũ nghiệp, khả năng biện luận không vấp váp. Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia chân ngôn, tiếng Hán là Úm Bà Na Mô Nạp Bà Vạt Dã Sa Vạt Hạ. Tiếng Phạn là Om Udmodbhavya Swaha. 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 4 là Kim Cương Bộ Tam Muội Gia. Kết Kim Cương Bộ Tam Muội Gia ấn, miệng tụng chân ngôn, quán tưởng Kim Cương Tạng Bồ Tát cùng Kim Cương Chư Tôn gia trì hành giả thanh tịnh ý nghiệp, chứng Bồ Đề Tâm, nhanh chóng giải thoát. Kim Cương Bộ Tam Muội Gia chân ngôn, tiếng Hán là Úm Vạt Nhật Rô Nạp Bà Vạt Dã Sa Vạt Hạ. Tiếng Phạn là Om Vajrodbhavya Swaha. 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 Năm là Bị Giáp Hộ Thân. Kết Bị Giáp Hộ Thân ấn, miệng tụng chân ngôn, quán tưởng được che chở bởi giáp trụ đại từ đại bi của Như Lai, hết thảy thiên ma đều khởi từ tâm, không thể gây trở ngại. Bị Giáp Hộ Thân chân ngôn, tiếng Hán là Úm Vạt Nhật Ra Ngân Nhĩ Bát Ra Niệm Bà Đoá Dã
Savatha. Tiếng Phạn là Om Vajragni Pradeeptaya Swaha. Om Vajragni Pradeeptaya Swaha. Om Vajragni Pradeeptaya Swaha. Om Vajragni Pradeeptaya Swaha. Om Vajragni Pradeeptaya Swaha.